Cần những đường chọc khe miên man hơn nữa trong trận đấu này, thay vì chọc nhau ở trên thanh chát anh em nhé. Dallas Price, pha xử lý khéo léo của cơ báo Gạo Tiền. Ben White, Osaka có góc không? Có góc sẽ chỉ có ném biên thôi. Jesus, cú dứt điểm này, bóng vừa đi ngang qua khung thành của Alisson Becker. Vừa rồi là một pha bóng mà Kudate đã không mang lại được sự yên tâm về hàng thủ. Tối giản nhất cho pha bóng vừa rồi đó là tình huống mà Alisson Becker lao ra. Saliba vẫn là một nhịp chơi cực kỳ nhanh đến từ cả đội bên. Giờ Gomez cắt được bóng. Cody Jones, nào hãy điểm qua danh sách dự bị của cả hai đội. Nào bên phía Liverpool thì có lẽ trường hợp của Nunes là sáng nhất trong mặt trận.